Ok, làm thêm ngói nữa, tỏa sáng cho tướng này. Rồi đó, ok luôn xếp ạ. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây và hôm nay chúng ta lại đến với ngôi làng Rutan 15 của tớ. À, mình đang còn thợ xây mấy mấy tiếng nữa. Rồi, không sao hết. Đang còn rất nhiều đồ chơi trong vé vàng đây. Nhưng mà hiện tại thì đang có rất nhiều gói nữa. Sếp nào mà múc mấy cái gói này mà bị lỗ quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì hãy tham khảo ngay ở fanpage Akari Gaming của mình với hơn 144 người theo dõi view để được tư vấn khắc phục lỗ quốc gia nha. Sếp nào tự nạp được rồi, anh em bấm một chữ C góc trên bên phải màn hình, anh em nhập mã Akari. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Super Sale sẽ là người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt nha. Còn bây giờ thì mình sẽ múc một vài gói nữa để nâng làng cho nó nhanh. Ok, múc thôi. Đã nhập mã là múc nha các sếp. Bởi vì anh em nhập mã như thế này tớ mới có lương, có thêm nhiều quỹ để làm video kiểu này nha. Ok, làm thêm gói nữa, tỏa sáng cho tướng này. Rồi đó, ok luôn sếp ạ. Bây giờ thì chắc chắn quan trọng đó chính là cho hai cái bình thuốc thợ xây này, cho thợ xây nó chạy này. Ô, ba bình à? Ô, tuyệt vời. Rồi bây giờ nữa, đó chính là đây cái thuốc cường hóa nghiên cứu này, cho nó chạy luôn này. Rồi này, cường hóa cái này luôn này, 2 ngày này, 3 ngày, 4 ngày, ui 5 ngày, ui dồi, 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày, ui nhớ thế. Ui dồi, còn 3 bình nữa thôi cứ để đấy, cho nó chạy 8 ngày nhông kèn nữa thì tha hồ tài nguyên. Rồi tiếp đến đó chính là thuộc linh thú. Ok. Cho chạy tẹt bô thôi và bây giờ thì đủ lực lượng rồi, đi farm nhá. Trận này số cúp có vẻ cũng nhiều, tài nguyên cũng ổn áp thì thôi mình chơi cái thuốc tướng này. Lấy cái thuốc sức mạnh này. Rồi, bây giờ tấn công nghiên cứu vào chỗ nào để mà né cái bình độc dược ra một chút anh em. Ok, mình sẽ đi blim vào bên đây vậy. Đồng thời. Rồi. Bình tĩnh. Rồi. Hình đẹp vào nét như Sony vào xếp. Đúng rồi, đúng rồi, làm cái bịt thành nhân kinh này nữa này. Đấy. À, độc dược nhưng mà kệ, cho nó bắn trong thành nhân kinh là ok rồi. Bây giờ mình sẽ cho King này, rồi Champion này, Queen này, đấy, Varian là nó sẽ cắt từ từ ở phía ngoài cùng hỗ trợ đội quân. Tháp độc dược chuẩn bị nhoi nhoi lên ở đó. Không sao, không vào đây. Lụng cái Tesla xong thì giao bánh. Bật gồng kinh, múc được queen của đội bạn rồi. Ê, Elephant kia. Cứu nhanh không quản giá nó tím. Đúng rồi. Bắt luôn cái tháp độc dược nhá. Barbarian vừa chạy ngoài vừa chạy trong. Câu giờ cho cái mô tả nhiều nòng nó không bắn vào những công trình phía trong. Ok, cố lên sếp. Bạn này là 31 cúp đấy. Đúng rồi. Hợp lý, hợp lý. Có lẽ không xài hết lính đâu. Có lẽ cố gắng cất giành không xài hết lính. Được, 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 được. Để mình còn có thời gian đánh trận sau cho nó nhanh. Gồng Queen thôi. Rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Chất lượng rồi, điểm 10 chất lượng rồi. Thuộc sức mạnh, thuộc tướng vào ngon ngay. Hoàn hảo bạn ơi. Xoay tuyệt vời. Đi về nhá. Múc nhà này hơn 1 triệu đây các sếp ơi. Ok. Bật gồng quản giáo. Chuẩn bị cho nó ốp vào sát khu phía trong một chút xíu rồi thì cánh ở đây này. Em cuồng nộ rồi. Rồi cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Rồi. Rồi tàng hình, tàng hình. Em sẽ tàng hình cho bạn. Ok. Đấy đấy, còn máy bắn đá bên này nữa.
Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Cho em ấy coi như là hy sinh. Thanh niên kinh này. Queen này. Rồi champion đi một bên. Chúng ta có nhiệm vụ là đi vét tài nguyên cơ mà. Đấy, anh em có tài nguyên là xúc hết cho tớ. Vàng viết các kiểu gì ở ngoài hay trong gì. Bốc được là bốc hết. Ok tốt. Cánh của Roy Champion đang hoành khá là tốt. Đúng rồi, Roy Champion bật ra bánh đây. Wow, đồng kinh luôn ạ. Cụm này đang có máy bắn đá đấy, pháo đầy đá đấy. À, đau phết. Bạn ấy múc khá là thốn. Ô thế mà gần nát nhà này. Đừng đùa. Nhìn thế thôi chứ lính này chiến phết đấy nhỉ. Đánh cẩn thận hơn chút có khi bốc luôn. Ôi 9x nhỉ. Làm cái kho vàng luôn sếp. Như vậy là còn cái kho 140.000 ở bên kia không đột nhập được thôi. Ôi mấy anh em bay phết. Combo này hay nhá. Còn nớt nữa là hơn triệu. Wow, 1,4 triệu cơ các bạn ạ. Càng đấy nhỉ. Cánh ở đâu cho nó đẹp ta. Từ đây đây đây. Bật gồng quản giáo này đẹp chưa. Quá uy tín. À thôi hạ rồi, hạ độ cao rồi. Ê, xài xài xài. Đẹp như Sony bạn ạ. Nhà chính nổ không sợ. Nổ bên kia mà. Bắt gì mình đâu. Đấy. Làm quả pháo này đá đi. Đấy, uy tín. Nhà này giàu. Này nhiều tài nguyên ấy. À, mấy bắn đá nó bắn à. Rồi, mình ăn xong nhà chính rồi thì mình cứ đi vét đủ 50% rồi lượn thôi, có gì đâu. Gì đâu mà căng bạn ơi. Mình sẽ dồn vào góc này. Chỗ này chẳng có gì nguy hiểm cho lắm, với cả là nó đang có kho tím. Mình sẽ vào đây mình múc thôi. Vàng thì còn có mấy chục nghìn. Cái quan trọng là mình ăn cái kho tím ấy này. À, nhưng mà cũng quên là mình còn tài nguyên full khó rồi, cần gì gông kinh lục luôn. Cơ bản là làm nhiệm vụ thôi chứ. Rồi champion đâu này, chỉ giao bánh luôn. Như vậy có thể nó nằm trong hội thành rồi. Cái này là nó nằm trong hội thành rồi. Cái 65.000 tím ấy các bạn. Rồi cứ để này cho nó xúc. Lấy thêm được cái công trình nào thì nó lấy. À thợ xây nó sửa. Ở được rồi, đi về đi về. Phạm full kho rồi. Mà thợ xây thì cũng còn có vài giờ nữa thôi. Nên là mình sẽ quyết định là lấy thợ xây ra luôn các bạn ạ. Rồi. Bởi vì đã đầu tư gem rồi mà. Cố gắng chặt đi. Lấy lại bớt được cái gì thì hay cái đấy. Sách tướng giờ nâng em nào đây. Nữ tướng 3 ngày. Từ sách tướng. Bó tay thật chứ. 22 giờ nữa thì có. Mình sẽ chuồng linh thú mình chưa cần. À đây mình phải nâng cái doanh trại này các sếp này. Đó, quan trọng cái doanh trại. Ok. Vâng, tớ sẽ nâng xong cái doanh trại đấy là sẽ được 320 lính. Được, ổn áp đấy. Rồi bây giờ thì có lẽ kết thúc video đây thôi chứ full khó rồi. Ok, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video sắp tới nha. Mình đã đạt được số cúp là 4354. Đây là một số cúp cao nhất cho ARK này từ trước đến nay, từ lúc thành lập ARK luôn. Ok nha. Sếp nào múc vé vàng, gói gem hay những gói ưu đãi mà bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì cứ tham khảo trong fanpage Arcady Gaming của mình với hơn 144 người theo dõi nhá. Còn sếp nào mà tự nạp được rồi thì anh em bấm vào cửa hàng, bấm vào chữ C, nhập mã Arcady. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ, Super Share sẽ người trả lương. Động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt nhá. Còn bây giờ thì
Bye bye.